Quảng Ninh khánh thành hai dự án giao thông trọng điểm hơn 1.100 tỷ đồng. Bến cảng cao cấp Ao Tiên được khởi công từ tháng 4 năm 2022 là cảng chuyên phục vụ vận tải du lịch tuyến từ trung tâm huyện Vân Đồn đi các đảo và các điểm tham quan trên vịnh Bái Tử Long, vịnh Hạ Long. Bến cảng được đầu tư xây dựng tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn trên diện tích gần 30 ha. Bến cảng tích hợp nhiều diện tích thiết kế theo chủ đề không gian xanh, trong đó diện tích mặt đất 5,9 ha, còn lại là mặt nước. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 610 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Mai Quyền làm chủ đầu tư. Tuyến đường trục chính trung tâm khu đô thị Cái Rồng có chiều dài 11 km, điểm đầu từ cầu Vân Đồn đến tổ hợp Sonasi, Vân Đồn. Trong đó, hai đoạn đầu và cuối tuyến qua khu đô thị Phương Đông và khu đô thị Ao Tiên đã hoàn thành từ năm 2021. Riêng đoạn giữa tuyến qua thị trấn Cái Rồng tuy chỉ dài 2,1 km nhưng là điểm kết nối toàn tuyến, được triển khai từ tháng 5 năm 2021, tổng vốn tổng mức đầu tư gần 530 tỷ đồng. Đây là công trình đặc biệt quan trọng đối với khu kinh tế Vân Đồn khi được thiết kế bám sát các khu đô thị mới, phân khu chức năng. Việc đưa vào hoạt động hai công trình giao thông nói trên là cơ hội rất lớn để Vân Đồn tăng tốc phát triển, từng bước trở thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, là cửa ngõ giao thương quốc tế, tạo ra những sản phẩm độc đáo, khác biệt, hiện đại với chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế. Hai dự án nói trên cho thấy hướng phát triển của khu kinh tế Vân Đồn là đô thị biển đảo xanh, hiện đại và thông minh, bền vững theo đúng quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mở ra không gian phát triển mới cho khu vực, thúc đẩy liên kết vùng.